Đây cá sông các bạn nha. Mình ít khai thác lắm, ở đây chủ yếu là đánh lưới mấy. Đây, cá mớ nè. Đập chèn. Đập chèn đánh lưới nè. Đập chèn. Ở chỗ mình là không sử dụng là gặp nó không ấp ngon. Bình xịt thích cá như các nơi khác. Đây nè, toàn là cá như thế này nè. Hello, chào tất cả các bạn nha. Chiều trưa hôm nay đem tôi làm keo giờ đi bắt ốc để ăn bữa trưa đây. Đây ốc mới luôn nè, đã thấy chưa? Ốc vi vu quá trời luôn. Ốc đá này, đây là ốc đá. Ơi ốc đá này đó, ăn ở dưới bếp. Đây thấy ốc không mới luôn kìa. Đó, đây nè. Đây, 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 đây. Đây, đây cái bị nè, bỏ vô. Đó, mớ luôn. Ốc đá là nguyên chất. Ốc trên núi cao nè. Đó, anh em nằm bắt ốc. Mò ốc, mò cua bắt ốc. Ôi. Nó bò lên cục đó hả? Đây là cái hố này. Ơi. Đó các bạn xem là đó là một rau lốt kìa, rau lốt ở trên núi cao. Và cao đó là và cao là cái. Anh em đi sao đó? Và cao đó. Anh em tôi đi vừa bắt ốc rồi đắp trang luôn. Anh cái áo là và cao. Bắt cá. Nó cái này lại áo thì thằng lại. Đây là và cao. Vườn cao. Anh ta có biệt danh là SS. Đây là cưới. Có lòn. Ta đi mở ốc. Ốc nhỏ quá he, bạn ơi. Đó. Ốc này mà nhỏ gì mà nhỏ. Ốc này to chứ. Đây nè các bạn xem này. Bạch qua xe lốt. Thấp anh, thấp cái cá anh. Đây nè, có con này ở trên lá các bạn xem nè, đây có mới luôn nè. Đó được chừng nào rồi. Mét gì hết, mét an gì. Cần thử. Lượm đi. Lượm đi, lượm rạc 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 rạc. Đó, thế đó. Âm. Rồi lại âm là một nồi. Lên mâm lên dĩa. Cẳng cẳng bắt ốc. Còn bà hơi gặp miếng ốc này kia tiếp đây. Ừ. Cụi đi mà bạch cập. Cái này là cái hố tiếp đây các bạn nghe. Trời ốc. Hố này dễ nhất. Hố dễ nhất. Dốc đá bồng. Qua con nghĩa. Còn hai anh kia là bác hái rau. Rau lốt. Cho các bạn xem rau lốt ở trên núi cao nè. Rau lốt ở trên núi cao các bạn xem nha. Rất sạch nè. Đấy bụt bãi. Thằng này là hoàn nhất nè. Ồ, coi là lốt nè. Các bạn thấy không? Có tiền vời. Có thịt bò nấu. Rất là ngon. Đây, một bãi rau lốt. Coi lá nó to chưa? Đây là nguyên chất ở trên rừng núi nè. Có thuốc bà ơi. Ở trên núi toàn là rau sạch không? Rau sạch. Corona. Tất cả trên núi đều là rau sạch hết á. Cái này mình sử dụng toàn trên núi. À, có lá này hả? Bàn tay không hết. Ừ, đúng rồi. Gì? Rất là ngon, tuyệt vời. Còn hai anh ở trên kia đang bắt ốc kìa.
Đây là rau rau dớn. Đây là rau dớn các bạn nha. Đây rau dớn. Rau dớn xào với tỏi là vip luôn đây này. Đây 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 đây. Rau dớn nè. Đây là cái hố này các bạn. Học cái kia cả mớ luôn kìa. Ngày nào ăn bắp ốc thì em hay rau. Đây, rau lốt rồi các bạn nha, một bãi luôn. Đây này là cây đu đì. Rau lốt nè. Đây là ong dèo các bạn nha. Nè, bỏ đi rồi. Còn là cái sáp hơn không? Anh Nam bác ốc. Đó. Bụm luôn nè, bỏ trong bao kia Nam. Năm mới xịt quá. Năm kia năm nổ không phải năm nổ mà năm quả. Năm bơi. Là em họ tạt tháng là cát trước. Ủa quanh lạc. Đó. Ui, không được quá giật nạn lỡ đầy gì. Quá đây không? Đó, còn chim khú kìa. Các bạn xem này, ốc trên núi thì quá trời luôn nè. Anh em mình ăn không hết đâu. Quá trời còn này. Nhìn đi iPhone, đừng đi. Một quay lo rõ. Còn này các bạn xem nha. Nó ốc băng bò. Ốc quá trời luôn. Nè nè. Đó. Quay rõ con này nè, nè nè. Đó, mà xem nha, đó. Nè, rau nè. Bít bít. Rau nè. Đây nè, rau sạch đó. Rau sạch. Ở trên núi. Trong biển em ta đắp chân. Đây là chui rừng nè. Đây. Chui rừng các bạn nha. Đâu? Có búp không? Thành này chạy vô. Ờ, búp nhỏ quá. Mày, nè. Rồng lắc mày. Các bạn ơi, ốc này các bạn xem to hay nhỏ không? Mà nhiều lắm. Đây là đây nè, cá trầu hố đây các bạn nha. Anh này bắt được rồi nè. Đây là mình chỉ không có dùng điện chích gì hết, mình chỉ bắt bằng tay thôi. Ở trên hố mình là cá vi vu. Đó, rau canh củ cải với tùm lum. Anh này anh ăn đồ rừng nhiều quá cho nên phệ luôn nè. Ôi anh em chúng tôi đắp trang nè. Cái hố để đắp thử có cá không? Đâu cái chú đi coi nhím chỗ đây nhí. Đâu ai chả cá lắm. Đắp rồi rõ nữa một đẹp lắm. Các bạn xem anh em chúng tôi trưa nay đi đắp chanh này để bắt cá này. À, em đang làm đấy. Qua ngay chỗ máy như nào, tốt máy. Qua bên cái nét có lê hơn đi em đi đi. Nếu đặt kia không một có hái đi các bạn. Đây là cái các bạn đây là treo ô qua rừng nè. À, bằng xem đi. Đúng không? Đó. Đây chính là nó đó. Chính xác rồi. Qua rừng các bạn nha. Các bạn có bệnh virus corona là lấy cái này chữ này. Đây ô qua rừng các bạn nha. Đang nguyên cứu. Nhiều không? Ủ bất khách luôn hả? Đã thích. Quá. Lắc một trăm bộ ớt sẽ lắm.
À đây. Ồ, đang nghét luôn. Tâm bỏ bỏ xe ai cứ qua cái ô tô in gạo luộc ai ăn. Đây này dây ốc qua rừng các bạn nha. Dây ốc qua rừng. Ốc qua rừng này. Nè, ra này có đấy, đợt tụi này lò bây giờ. Bông này con này nè, nó. Nó, mới ra một trái nè. Mới ra. Đây các bạn, cái này con cây thuốc nè. Đó. Đây là con sông các bạn nha. Con sông ở quê nhà đây. Đó, đẹp chưa? Đấy. Đây là đang qua sông. Đang qua sông, anh em đang qua sông á. Có con khỉ thì biết sao. Mớ rau. Đi câu cá. Anh em đang đi qua sông. Đây, mùa nắng cho nên là con sông này nhỏ. Đây cá sông các bạn nha. Mình ít khai thác lắm ở đây, chủ yếu là đánh lưới mấy. Đây, cá mớ nè. Đập chèng. Đập chèng đánh lưới nè. Đập chèng. Ở chỗ mình là không sử dụng là bình xịt chích cá như các nơi khác. Đây nè, toàn là cá như thế này nè. Bu đâu nữa. Ấp. Thôi thôi, ấp tôm cá rồi. Đây con cua nè. Đó. Đây là cua đá nghe. Nằm trong lá đó, nó có 8 cái quay, nó 2 cái càng. Tí nữa là anh em chuẩn ôm nè, một nồi này là ôm nè, còn nồi kia là sổi. Quay xanh một đứa. Ăn 8. Đó. Nó lắp vô lưu. Ủa này nhiều à? Ừ. Lưu to quá. Đó, cá nhiều dư. Đó là. Cá rất là ngon. Cá rất là ngon. Cá rất là ngon. Có một nồi nước chè nè. Đây là canh chua các bạn nha, ở trên núi là canh chua nè. Lá chua, lá chua. Chua lắm nè. Chua. Này thôi anh. Đây là nồi nước chè nè. Vĩ đại. Siêu khổng lồ. Siêu to, siêu chất lượng. Siêu chất lượng. Nước chè mà rửa đủ là biết rồi chứ. Khử hết trùng. Có bị nút. Nè, dục lô lọc đi. Làm ai ăn thương chưa đi. Đây là còn mấy con đây nè. Đây là cá lóc. Cá lóc. Cá lóc. Cá lóc. Cá lóc. Cá lóc cố. Nướng chủ chuối nè. Tăng về lóc. Đó. Đây là cái gì chú? Cá đèn. Cá đèn đó. Cá đèn. Đây là hoa rừng nè. Hoa rừng mình để làm ở đây là có hoa. Hoa rừng. Hoa rừng. Hoa lung lẹn. Gấu. Nam có tiếng. Đây là gấu. Gấu. Con ngựa. Đây là nhất là đây là đẹp nhất là có hoa rừng đẹp nhất đây. Đầu sò thì bắt cá đó. Đây là hoa rừng đẹp nhất đó. Hoa rừng nha. Dấu mặt biết đó. Kẻ dấu mặt. Dấu mặt lẫn chí. Ồ, cứ chụp chụp. Đây này. Cho anh em tôi được mấy đàn ông nhậu trước. Một lễ. Uống mấy lễ lên mồi trước này. Quên đi rượu. Chắc lục. Chúng ta lấy tí dấu một răng cho chơi nói. Bây giờ anh em đang nhậu trưa nè. Nghỉ trưa còn mấy chị em đang nấu canh. Để. Ấm cá. Mình ấy lọc. Mình. Mình đã ốc cắn rồi. Bốn chị em. Ai này chặt một lưới đường thịt. Như chúng mày nhớ. Đấy mua ra mà tay đẹp. Khổ quá. Đây là chị gái quá đẹp này. Khổ quá. Lẹ cả lề. Lẹ cả lề.